Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh ZoomV, một kênh chuyên dành cho những các bạn đang, đã và sẽ có định hướng là theo mảng mobile, đấy, theo mảng lập trình về mobile và đang cần có nhu cầu là một cái app, cần có nhu cầu muốn biết cách để tạo ra cái app là nó xịn sò cũng như là đơn giản nhất có thể. Đấy. Thì ở video lần này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để tạo ra được một cái màn hình, một cái màn hình để nghe nhạc, một cái màn hình chơi nhạc mà nó xịn sò nhất có thể ở đây nhá. Như bạn thấy nhá. Xin lỗi thì những cái nhạc mà những cái nhạc mà các bạn thấy ấy, ở đây mình đang có 3 bài đúng không? 3 bài thì bọn mình sẽ làm với 3 bài hát. Thì ba cái bài này là nhạc của YouTube, nhạc YouTube nó cho cấp phép bản quyền thì để đỡ bị dính cái trường hợp là video của mình dính nhạc bản quyền xong bị ban, bị phá khóa đấy này kia. Thì đây cái app mình tạo ra sẽ được như thế này, mình sẽ chạy lại cho các bạn xem nhé. Xem đầu tiên nó sẽ như là ok. Rồi thì cái màn hình này nhá, cái màn hình này sẽ là một màn hình chơi là cái là nghe nhạc, mình sẽ nghe một list các cái bài nhạc ấy, mình bấm này. Ở thì nhạc này là không lời nên là cái là bài hát sẽ không có nhé. Đấy, như là các bạn ở đây nhá, về tính năng nhá, các bạn phải dừng trên nhạc này, đấy, dừng trên nhạc này, đấy, hay là ví dụ kéo đây. Ví dụ khi chơi nhạc các bạn có thể kéo ấy. Đấy, di chuyển đến cái đoạn nhạc mà các bạn thích. Đấy, không biết nói lại không thì biết nói là có đủ to để áp được cái tiếng nhạc hay không. Đấy, hay xong bấm tiếp rồi để chuyển bài này. Đấy, với cái đèn là cái đĩa CD quay quay nhá, cái đèn bên dưới. Như các bạn, nếu các bạn để ý thêm cái đèn bên dưới ấy, thì nó chính là cái lề của DCD nhưng mà được làm mờ rồi các bạn hiểu không? Đấy, chuyển bài đấy, sẽ có cái bộ đếm thời gian đấy kiểu đấy, dừng đấy. Ok rồi, à quên đó, nó còn có cái hiệu ứng nhạc xung quanh nữa. Cái hiệu ứng này mình không biết hiệu ứng gì, mình sẽ gọi nó là hiệu ứng không nhỉ. Ok, thì là tên tiếng Anh của nó là hơi khó nhỉ, tiếng Anh của mình không giỏi tiếng Anh lắm. Rồi phần giới thiệu thế thôi nhé, bây giờ mình sẽ bắt đầu. Thì ở video đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn design cái màn hình này trước. Ok, design màn hình có cái gì? Thứ nhất là có đầu tiên này, có cái tên bài hát như này, tiếp theo đấy là sẽ có một cái vùng để lời bài hát là chạy chạy, tiếp đến nữa là ba cái nút, và tiếp đến nữa là cái vùng mà nó hiển thị cái thời gian của bài hát đang chạy và một cái đĩa CD đấy, cũng như cái hiệu ứng âm thanh. Cái hiệu ứng âm thanh thì xin phép mình sẽ cho vào cuối cùng đấy, còn ba cái nút này nữa. Ok, bắt đầu nhá. Đầu tiên mình sẽ tạo ra một project trước, mình sẽ lưu một cái project, mình chọn MPT activity nhá. Mình sẽ đặt tên là play mp3 này. Play mp3. Ừ. Rồi. Nó để mình cho nó ra cái top này, cho ra mình top cho dễ, chọn ra ba nhá. Ấn finish. Bây giờ nó có tận hai ngôn ngữ nhỉ, một là thằng Java, hai là thằng Kotlin. Thì không biết các bạn thích ngôn ngữ nào hơn, chứ mình từ trước nay là mình được học với Java là mình vẫn chuộng Java hơn đấy. Rồi các bạn đợi chút, nó khởi tạo project thôi, mình sẽ dừng này đấy. Rồi mở ra ông cửa sổ ra, rồi mình sẽ sang bên main activity đấy, mình chọn vào cái thằng này để làm sao để có nghĩa mình vừa code trên này thì nó vừa hình nó vừa hiện lên trên này. Ok, thì đầu tiên này mình sẽ sửa thằng này, mình sẽ chuyển thành Reticle layout để cho các cái item nó chồng với nhau chứ đã. Rồi tiếp đến xóa đi à. Rồi như trên màn hình thì có phải là mình đang có một cái, đầu tiên là cái tên chứ nhá, mình sẽ làm cái tên thì ở đây mình sẽ cho nó một cái text view.
tech view trong Android nó là để hiển thị tech thôi, hiển thị một cái chữ cho các bạn. Mình sẽ để làm map pattern này đấy, cái width của nó là map pattern width, nó là chiều trái, chiều ngang đấy, còn height là chiều dọc đấy. Mình height thì sẽ để cho 50 dp đấy, 50 dp nghĩa là cái đơn vị ở trong này. Thì các bạn có thể để 50 pixel hay là 50, nó khá cũng có nhiều đơn vị. Các bạn gõ lên chữ 50 cả ấn căn chuẩn cách của mình đấy, sẽ ra rất nhiều đơn vị. Như thường trong này mình sẽ để là dp. Ok rồi, tiếp đến nữa mình sẽ cho cái text đi, mình ghi là tên bài hát này, tên bài hát. Tên bài hát. Ok, tên bài hát. Đó, bây giờ mình muốn cái chữ của mình ấy, thì nhất là căn giữa đúng không? Thì các bạn dùng cho mình cái thuộc tính là graffiti. Graffiti, con để cho mình là center. Đấy, nó sẽ quy định cái tên của các bạn, cái tên cái chữ của các bạn ở đâu. Tiếp đến nữa là cái thằng text size, mình sẽ cho nó tầm 20 SP. Ủa, 20 SP cho toi. Đấy, tội gì. Đấy. Tiếp đến nữa là cái text color, là cái màu của chữ ấy. Các bạn nhìn này, màu trắng đúng không? Mình sẽ để cho nó màu trắng. Text color thằng FFF, thằng FFF là mã màu trắng trong này. Ồ, nhưng bây giờ đang bị trùng với cái màu của thằng này, nên là mình sẽ cho cái này, cho cái thằng này một cái background khác đi, một cái background màu đen, màu sáng ấy, cho nó nhìn, cho nó dễ nhìn chút xíu. Đấy, màu tím đi. Đấy, mình thích màu tím. Ok đấy, thì bây giờ mình đã có nhá, đã có tên bài hát rồi không. Tiếp đến nữa như các bạn đã thấy là mình có một cái vùng, một cái để hiển thị cái đĩa CD đúng không. Đấy, một cái đĩa, một cái hình tròn. Thì như trong này mình sẽ cho các bạn xem này, mình sẽ cho các bạn xem này, những cái ảnh, những ảnh này, những ảnh trong này nó đều là hình vuông. Đấy, những ảnh của mình trong này đều là hình vuông. Đấy, nhưng tại sao kia là hình tròn đúng không? Thì cái này nhá, nó là một, mình đã sử dụng một cái thư viện bên ngoài, đó chính là thằng mình sẽ tạo ra một cái file notepad, một cái file notepad này. File này thì sẽ up lên cho các bạn xem, thì có nghĩa là mình sử dụng cái thư viện là Clean Image View. Đấy, nôm na nó sẽ biến cái ảnh của các bạn thành cái ảnh hình tròn. Đấy. Thì cách sử dụng nào? Mình sẽ để file này ở trên phần, ở dưới phần mô tả nhé. Các bạn có thể vào để xem. Thứ nhất là các bạn copy cái dòng này cho mình, copy dòng này cho mình. Đấy. Các bạn vào trong cái Android, các bạn nhìn thấy chữ Garden Script không? Kích chuột phải, kích chuột rồi. Có một cái chỗ nó là build chấm ghép, có hai cái build chấm ghép nhá, nhưng các bạn chú ý cho mình cái chữ module của nó là app, có hiểu không? Đấy, mà các bạn paste nó xuống dưới copy thôi. Rồi ở bên này nó sẽ ngay lập tức nó xuất hiện cái chữ Cinema rồi, còn nhấn vào cho mình để nó tiến hành nó tải cái thư viện này từ trên xuống. Ok, ủa tải không nhá, xong rồi đấy, nhanh nhé. Mạng này nhà mình chắc là thực ra mình đang quay video vào lúc tầm trưa thì chắc chả có ai đau phim hay là xem sổ cái gì cả, nói chung nó cũng bình thường đấy. Thì là sau khi đấy nhá, mình ở đây mình sẽ tạo ra cho nó một cái relative layout trước, có chiều width là năm cân, thằng này hay của nó mình sẽ để cho nó là 300 dp, 300 dp đấy. Rồi, đóng thẻ. Ở đây mình sẽ cho một cái Clean Image View, đây chính nó. Các bạn cứ gõ Clean, các bạn nhấn Ctrl cách. Clean, các bạn nhấn Ctrl cách này. Ủa, không ra à? Đây, Clean Image View. Enter. Đấy, width mình sẽ để cho này khoảng 300 dp nhá. 300 dp. Đấy. Tiếp đến nữa,
hay mình sẽ để cho nó là 300 dB. Ok. Đấy. Rồi. Mình đóng thẻ và mình muốn nó căng ra giữa thì mình sẽ sử dụng thuộc tính là center impedance. Nghĩa là center impedance con để cho mình là chu thì ngay lập tức nó căng ra giữa các bạn. Nhưng mà hiện tại nó đang đây để cho các bạn nhìn rõ thì mình sẽ copy một cái ảnh ở đấy. Ví dụ mình copy cái ảnh nào cho đẹp đi. Đây ảnh này nhá. Cho nhìn cho nó cool à, không ảnh này nhìn cho cool ngầu hơn này. Đấy. Căn vào trong app này, trong red. Đấy, ở trong drawable còn paste cho mình, paste vào cho mình. Cần kích xong này, nhấn ok. Rồi, mình sẽ để tên nó là bài 1 đi. Bài nhạc 1. Đấy. Và đây mình sẽ cho nó một cái gọi là có một cái là src đấy, có nghĩa là cái src nghĩa là sao, nghĩa là các bạn muốn hiển thị cái ảnh nào đấy thì mình muốn hiển thị cái ảnh là bài một không, các bạn nhìn thôi, gõ chữ bài một bài nhạc một này nó ra đấy, các bạn nhìn thấy không? Nó đã cắt cái thằng này cho mình đúng không, sau đấy nhá, nhưng mà nó đang bị cái ảnh mình như nó bị che mất thằng này đúng không. Ôi, width không thể để 300 dB, width này mình sẽ để nó cho tầm 400 dB. Đấy, 400 dB. Và thằng này mình sẽ cho nó, bởi vì nhá, bởi vì là cái thằng này nó đang bị kiểu bị đè, các bạn hiểu bị đè cái resize của view, cái nhập cái reality layout, có nghĩa là các item nó sẽ đè lên nhau và chứ nó không xếp cho từ trên xuống dưới hay từ trái có phải gì cả, nên thằng này mình sẽ cho nó một cái margin tốt là 50 dB đấy, để cho nó căng so với cái thằng tích cái thằng tên bài hát này của mình đấy, xong rồi rồi tiếp đến đấy nhá, tiếp đến đấy xong có là ở bên dưới mình đang bây giờ mình đã cần một cái thằng một cái ô để chạy lời bài hát chứ ạ. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Có một cái ô text để chạy lời bài hát đúng không? Thì đây nhá. Ở đây mình sẽ làm như này. Mình sẽ cho nó một cái layer mắt pattern này, thằng này mắt pattern này. Đấy, có nghĩa là mình sẽ chia cái màn hình này ra làm hai phần. Đấy, và cái nguyên cái khoảng bên dưới này, nó sẽ chỉ để hiển thị thằng này thôi. Đấy, đúng chưa? Chia muốn thì muốn làm thế thì mình sẽ tạo dùng một cái layer, sau đó mình cho một cái orientation, nó kiểu sắp xếp là sắp xếp các item từ trên xuống dưới, thì ngay lúc này nhá mình sẽ cho nó một cái background, các bạn nhìn rõ này thằng này ff không không ff đấy, các bạn nhìn chưa, quả bây giờ nó đang có một cái layer bên tất cả bọn này không đấy, và bây giờ mình muốn có một cái layout ở bên dưới này, đúng chưa? Ở bên dưới này. Đấy. Thì mình sẽ sử dụng thằng đầu tiên mình sẽ sử dụng mình sẽ sử dụng thằng layout khác. Width trong này, width của thằng này mình sẽ là mapper. Nhưng riêng thằng hay mình cho nó là 1 dB thôi. Và mình sử dụng thêm thuộc tính là width bằng 1. Và tất nhiên các bạn cũng phải thêm cho nó thằng orientation bằng vertical à. Tiếp đến là các bạn đóng thẻ đấy, thì sau đó nhá các bạn copy cái thằng này cho mình, các bạn paste xuống đây đấy, thì lúc này nhá bởi vì mình dùng cái quét này nên là nó sẽ lấy cái layer, các bạn để ý một chút này, hai cái layer này nó đang nằm trong là layer quan ở trong một thằng cha, và bởi vì mình thường dùng thằng quét bằng một này, thằng lại quét bằng một này, nên nó sẽ chia cái thằng cha của nó ra làm hai phần và mỗi ông này sẽ chiếm một phần, chứ nếu như mà mình dùng thằng này bằng hai đấy thì ngay lập tức này mình sẽ set cho này một cái background nhé cho các bạn nhìn rõ đấy, ngay lập tức nó sẽ thằng này sẽ chiếm hai phần, ông này chỉ chiếm một phần thôi, nhưng trong này mình cần là chia lửa đấy, nên nó sẽ để như này. Và còn bây giờ mình sẽ xóa cái background của thằng này đi một này, xóa cái background đi thằng này là thằng hai này. Rồi và cái item mà mình cần lấy nó chính là thằng này, những cái item mình cần nhét vào trong kia nó chính là thằng này, thì đầu tiên phải mình cần một cái text view đúng không để hiển thị thằng này đúng không,
thì mình sẽ copy thằng tay view nhá, mình xuống mình sửa một tẹo thôi, cần paste vào trong này đấy đấy, và trong mình thằng này mình sẽ để cho nó một cái là graffiti, mình sẽ để cho nó là button để cho tất cả các item nó đều ở bên dưới chưa đã. Và hay của thằng này mình sẽ không để 50 ấy, mình sẽ để là tầm 100 GB thôi, 150 đi đấy. Tiếp đến nữa gọi là đi vẫn là xem trò, nhưng cái chỉnh cái text size mình chỉ cho là tầm 16 fps thôi đấy, để cho nó cái lời bài hát nó nhỏ còn cái tên bài hát nó to đấy. Rồi sau đấy xong nhá, sau đấy khi xong rồi thì mình đã có một cái text view để hiển thị lời bài hát rồi, mình sẽ đặt đây là lời bài hát nhá, lời bài hát. Rồi tiếp đến nữa, về tiếp đến nữa mà mình sẽ muốn có một cái thằng để nó hiển thị, thứ nhất là cái text bên này, một cái text hiển thị thời tổng cái thời lượng bài hát, và một cái text để nó chạy cái thời gian mà bài hát đang đến giây nào giây nào giây nào ấy. Còn cái thằng này thì là nó sẽ là cái hiển thị cái bài hát đang bên nào, và mình có thể kích kéo 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 kiểu kiểu đấy. Đấy thì đây mình sẽ cho nó một cái layer nhá, bên dưới thằng text view mình sẽ là mark parent, hay mình sẽ để cho nó là 60 dB được chưa. Cái orientation mình sẽ để là horizontal đấy. À không, mình sẽ sử dụng thằng relative đấy, bỏ cái orientation đi. Đằng này mình sẽ cho nó một cái margin, margin tầm 5 dB đấy, để cho nó căng này, căng có cái margin là gì, margin có nghĩa là căng này bên ngoài so với các cái điểm khác, thì cái thằng này sẽ căng so với bên ngoài, các bạn nhìn không, cũng có khoảng trống nhỏ nhỏ đây này, là 5 dB ấy, thằng bên dưới cũng thế này, thằng này cũng thế, và trên này các bạn nhìn, nếu các bạn nhìn kỹ các bạn cũng sẽ thấy. Rồi sau đấy xong nhá thì mình sẽ copy ông text view này mình paste xuống dưới này đấy, và bây giờ thay vì width mình sẽ để là max parent thì mình sẽ để là 80 dB, hay mình sẽ cho nó là 60 dB thôi, cho nó bằng với cái thằng layer này. Rồi thì vẫn để thế, text size sẽ giảm xuống còn 14 13 đấy. Ở cái text này thì sẽ để là 00, mình sẽ để là 00 2.00 đấy đúng không. Mình sẽ copy một cái thằng text in ra như này nhá, paste xuống dưới này đấy. Thì bây giờ hai thằng đang bị làm bè với nhau ấy, thì thằng này mình sẽ cho nó một cái thằng right, căn gõ chữ parent, parent này, parent again parent, các bạn tìm đến again parent right, các để cho mình là true, thì sẽ ngay lập tức nó sẽ cho cái text của các bạn sang phía bên đây này đấy, đúng chưa. Và bây giờ ở giữa của nó thì mình sẽ muốn có một cái thanh để hiển thị kéo kéo không? Mình sẽ sử dụng thằng C3. Đấy. Mình sẽ để là mắc lần đấy. Đóng kéo. Và bởi vì nhá, các bạn để ý cái thằng C3 cái thằng kéo này có phải nó căn cái tách này không? Nó căn cái tách này đúng không? Nên là nó phải cách thằng này ra khoảng, và cách cũng cách thằng này ra khoảng, thì ở đây mình sẽ dùng cái nào marginet, bởi vì ông này cái thằng text này nó width, nó có cái width là 80 dB nên mình sẽ căn cho nó bên trái thành 80 dB đúng chưa đấy. Và tương tự với ông bên phải là mang thì mình sử dụng margin right, cái cũng là 80 dB đúng không đó. Xong chưa, ngon này chưa đấy, thế là mình đã có một cái thanh để kéo kéo gì gì rồi đúng không. Tiếp đến nữa là cái phần bên dưới này. Đó. Thì cái phần bên dưới này nhá, mình sẽ tạo ra cho nó một cái folder, folder icon SD để các bạn dễ dàng, các bạn có thể lấy cái icon để các bạn download về chẳng hạn. Thì đơn giản thôi, cái icon của mình thì mình sẽ ở trong này nhá, mình sẽ có 3, 1 này, 2, 3, 4, nên là sẽ có 4 cái icon này đấy. À không,
ba icon này đấy, mình sẽ để vào trong cái thư mục icon SP của mình đấy, và cái file có cái text hỗ trợ này mình cũng sẽ để trong đấy để các bạn có thể download về, các bạn xem video mình các bạn dùng. Ok, mình sẽ đặt là file là txvsp chẳng hạn, save đó rồi xong thì đấy nhá, xong nhá, sau đâu đấy đây thì mình sẽ copy ba cái file này nhá, ba cái ảnh này, mình sẽ vào trong thư mục Drawable mình paste vào đó là cái nhất. Và tiếp đến nữa nhá, bây giờ mình sẽ tiến hành này, ở đây mình sẽ cho nó một cái layer layout pattern này, biết mình có thể là map pattern nhá, nhưng đây mình sẽ để cho nó là 90 dp được chưa, và cái orientation mình sẽ cho nó là horizontal, và mình sẽ cho nó một cái graffiti là center đấy, và mình đóng thẻ. Ok rồi, mình sẽ cho thêm một cái padding nữa là 5 dp. Đấy. Và đây nhá, mình sẽ đầu tiên mình sẽ làm dần dần một này. Đầu tiên mình sẽ có một cái, các bạn nhìn thì mình có một cái icon này không? Mình sẽ làm từ icon này trước nhá. Đấy. Thì cái icon này mình sẽ dùng image view. Đấy, có width mình sẽ width cho thằng này mình sẽ để là 60 thôi. 60 dp thôi. Đấy, thằng này cũng là 60 dp. Đấy, và cái FLC có nghĩa cái ảnh ấy mình sẽ để cho nó ảnh sẽ mình sẽ để cho nó là cái thằng lách đấy, ui 60 dp to này, 60 dp to này, nhưng có để ý không, nhất là cái liên quan này của mình hơi bé, bé nó rất là bé đúng không, đấy cái thằng này bé còn cái to đấy. Nó hơi ngược ngược nhau tí, ngược ngược nhau tí thì ở đây mình sẽ cho nó một cái thằng là padding, mình sẽ để là 10 dp, 15 đấy, thì nó sẽ căn lấy cái icon bảng, nó sẽ căn đến bên trái, căn đến trên trên này, căn đến phải này, căn đến dưới cho nó nhỏ lại, 15 nghe vẻ vẫn to, 20 mà đấy, 20 nhìn nó còn đẹp đẹp tí đấy rồi. Nhưng mà ở đây rõ ràng cái icon mình nó màu trắng không, nhưng mà cái file của mình nó màu đen đấy, thì các bạn sẽ dùng cho mình thêm cái thủy tinh nhật tin, các bạn chuyển cái mã màu trắng vào cho mình là thang FFF đấy, thì ngay lập tức nó sẽ chuyển màu cho các bạn. Thì ra cái này ở đây các bạn có thể chuyển thành màu gì cũng được, nhưng mình thấy màu trắng đẹp hơn nên là mình sẽ để là màu trắng đấy. Rồi sau đó đấy thì ở trên này thì các bạn nhìn thấy nó sẽ có một cái viền bo bo ngoài đúng không, đấy thì đây mình sẽ kích cho phải vào trong drawable cho mình, cạn tạo ra cho mình một cái drawable file, nghĩa là bây giờ mình sẽ tiến hành đi mình tạo cái viền cho nó đấy, thì mình sẽ đặt đây là bg sheet trừ img đấy, đầu tiên là tên file nhá, xong các bạn cũng kích sang bên này cho mình, các bạn sửa cái thằng selector đi, các bạn chuyển thành sapper đấy. Tiếp đến nữa các bạn cho mình một cái correct, nghĩa là cái độ cong của nó, độ cong á, à không, đầu tiên nói là các bạn chưa thể hình dung được thì mình đầu tiên mình sẽ giải thích trước. Đầu tiên mình muốn tạo cái viền đúng không, thì mình sẽ dùng cái thằng stroke với thằng width là 2 dp đấy, các bạn nhìn là nó sẽ tạo ra cái viền nha đấy, 2 dp. Mà tiếp đến nữa cái thằng color màu của cái width đấy, màu của cái viền đấy mình sẽ để là màu trắng, các bạn nhìn không đấy, và bởi vì nó tạo ra hình tròn nên là mình phải dùng cái thằng correct này, và mình chuyển cho nó một cái value là cái độ cong ấy, độ cong các bạn tính toán một chút nhé, thế là 60 dp đúng không, thì muốn nó quay tròn ấy, muốn nó quay tròn ấy, thì các bạn chuyển cho mình một cái thằng value này, các bạn chuyển cho mình là 40 dp đấy, đóng thẻ. Nếu các bạn nhìn kỹ này, ở đây nó có một cái thằng cong rồi đấy, nhưng mà khi mà cho lên cái hình này ấy, bởi vì hình này đang là hình vuông ấy, nên nó sẽ những cái đoạn này, những đoạn dài dài sẽ bo lại, bo lại, bo lại, bo lại và thành một hình tròn, được chưa đấy,
Thì đây mình sẽ cho nó thêm một cái thằng, đó là thằng background. Các bạn thêm cho mình cái thuộc tính background và các bạn truyền cho mình chính, các bạn gọi cho mình cái file bg image chính cái file các bạn vừa tạo à. Enter. Đó, các bạn nhìn nó cộng không? Đấy. Rồi, tiếp đến nha. Thôi mình sẽ sửa ngày thành 50 dp đi cho nó nhỏ, 60 dp nhìn nó to á. Chỉ sau ngày mình sửa thành 15 thôi. Đấy. 15 rồi. Cả copy cái link view của mình. Cả paste dưới này. Đấy. Thì bây giờ mình đã có một cái image view thì hai cái nút next rồi đâu, nhưng có hai có điều là cái nút next bên này nó phải xoay về bên trái còn thằng xoay bên phải. Thì ở thằng này, ở thằng bên trái này mình cho nó một cái thằng gọi là rotation. Rotation nghĩa là nó quay, nó sẽ quay cái hình của các bạn. Ví dụ mình chuyển góc đầu tiên là góc không á, ví dụ mình chuyển đầu tiên là 90 chẳng hạn, nó sẽ lấy cái hình bạn nó quay một phát 90 độ, đúng chưa? Đấy. Còn bây giờ mình chuyển nó là 135 thì sao? 145. 145 nhỉ. 90 nhá, 90 sẽ quay xuống dưới này đúng không? Cộng thêm góc 45 độ nữa sẽ quay sang bên này, 90 mà cộng 45 sẽ là 135 nhỉ. Có sai không? Cố nhỉ. Alo. Sai 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 mình nhầm, ví dụ 90 nhé, 90 à, là đầu tiên đang như này nó quay một phát xuống dưới này thì phải cộng thêm 90 nữa là 180. Trời ơi đấy, sorry 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 các bạn. Ok đấy, thì mình đã có hai nút đấy và bây giờ mình muốn có một cái nút thứ ba là nút này nữa đúng không, thì mình sẽ copy mình paste xuống dưới này đấy và mình sẽ sửa lại một tẹo. Thằng này đến cho nó khoảng tầm là 80 dp cho nó to nhất. Thằng này cũng là 80 dp. Ui, 80 to thế. Còn 70 thôi. Đấy, 70 dp. Ban đêm mình sẽ để thằng này là 18. Đấy. Và thằng này đặc biệt hơn một chút là nó mình sẽ cho nó một cái là margin left là tầm 10 dp. Và margin right cũng là 10 dp. Đấy, để cho căn hai nút kia ra và cái src cái ảnh nó mình sẽ để là play, mình sẽ gọi cái ảnh play của mình nha. Đấy, gọi là mình sẽ được một cái nút đâu, nhưng mà thôi mình sẽ sửa cái padding cho này để cho cái nút play nó bé bé, nhìn nó bé bé tí, 20 dp. Đấy. Ok, đã xong. Đấy, thế là mình đã xong. Vẫn còn vẫn đang thiếu thiếu lắm. Các bạn nhìn thấy thiếu nó còn cái ảnh mờ nữa mà đúng không đấy, chứ còn bây giờ giống như chạy app đây này, mình chạy app đây các bạn thử xem này. Để xem được cái gì đấy, nó không được đẹp như cái hình kia đúng chưa. Bây giờ mình muốn, bây giờ mình muốn nhá, thứ nhất mình muốn nó, thứ nhất nó phải cái lúc là mình sẽ cho nó cái margin dài hơn tẹo nhỉ, không lên 10 dp, mình sẽ là 30 nhá. Đấy, để cho căn nhìn cho rõ. Đấy. Nó phải có cái background màu mờ là cái chính cái ảnh này đúng không? Thì giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm ra cái background đấy nhá. Thì ở đây ở ngay trên này, đây chính nó, mình sẽ xóa background đi. Và đây mình sẽ dùng cho nó một cái thằng image view mapper đó, mapper là đủ. Và tiếp đến nhá, tiếp đến lần này mình sẽ sử dụng cái thư viện thứ hai đấy, thư viện thứ hai chính là thằng blue image nghĩa là gì, có nghĩa là làm cái ảnh mờ ấy đấy, làm cái ảnh mờ đấy, blue có nghĩa là mờ ảnh đi. Thế thế thì mình sẽ làm được cái tí nữa, tí xong video mình sẽ làm cho các bạn, hướng dẫn cho các bạn một cái video hướng dẫn về cái blue index này. Ok làm rồi. Rồi tiếp đến nhá, thì cũng đơn giản vậy,
mình cũng sẽ để trong cái file này, và các bạn cũng copy cái dòng đấy, các bạn vào trong app của bạn đúng thư mục build như thế này, bạn paste xuống dưới này, enter nhớ enter nhá, đấy. Rồi nhấn submit nào, đấy phát một là xong thôi. Và cách sử dụng của nó như nào thì cứ bình tĩnh chưa đã. Đầu tiên mình phải gắn ID trong này. Ok, gắn ID trong này. Thì đấy nhá, mình sẽ đặt ID trong này img đi. img ảnh lên. Ok. Và vào trong main activity này. Các bạn tạo ra cho mình một cái thằng image view. Img ảnh này chấm phải này. Đấy. Sau khi đấy xong nhá thì mình sẽ viết bốn nhà hàm quen thuộc mà mình, và nếu như các bạn hay theo dõi cái channel của mình ấy, cái kênh của mình thì bao giờ cũng thế, mình sẽ tạo ra bốn cái hàm. Thứ nhất là hàm init, tiếp theo nữa là hàm ánh xạ. Ánh xạ tiếng Anh nó gọi là master ấy, mình thích gọi là ánh xạ hơn. Tiếp theo nữa là setup, tiếp đến là set click. Đấy, và trên này sẽ gọi từng hàm là một, init trước này, ánh xạ này, setup này, và set click. Đấy, và cái thằng image view này mình sẽ gọi nó trong hàm ánh xạ. Mình sẽ gọi image view là mình sẽ ánh xạ cho nó với cái thằng item, với cái thằng image view ở trong cái file email này, để mỗi lần tương tác với cái file với thằng image view này thì cái app của bạn nó sẽ hiểu là các bạn đang tương tác với cái thằng image view này. Đấy, trên file xml thông qua cái câu lệnh là mình sẽ ánh xạ thông qua câu lệnh là fill view by id. Đấy, còn gọi l chấm id chấm img ảnh này. Đấy, chấm phải xong. Sau khi tương tác xong nhé thì cái này cú pháp sử dụng của cái thằng Blue Image này, khi đó mình phải làm một video riêng để hướng dẫn các bạn thật nên vậy thì mình cũng sẽ, đây mình sẽ tạo ra một file nữa, mình cũng sẽ tạo ra file text nữa, Ctrl+S này. txvsv2 chấm txt. Ok, thì cái file này nó sẽ là file chứa các cái cú pháp sử dụng của cái thằng image, của cái thằng project. Đấy, thì các bạn copy thằng này cho mình nhá. Copy thằng này, sau vào trong này mình sẽ giải thích từng tí một. Và ở trong này mình sẽ gọi ra cái hàm private, gọi đi set ảnh này. Set ảnh nền, và trong này mình sẽ truyền cho nó một cái biến inter ảnh, có nghĩa là nó sẽ là địa chỉ của cái ảnh nền, chính là cái thằng file mà mình copy ở trong này. Đấy, cần đây thì cú pháp ghi vào trong này thì ngay tức sẽ bóc bỏ nhá, căn kích chuột phải, kích chuột vào trong này, căn nhấn alt enter cho mình, rồi nó sẽ hiển thị cho các bạn các gợi ý, thì các bạn chọn import class. Đấy, thì cái thư đây chính là cái thằng thư viện mà mình đã bảo các bạn là import vào project từ đấy này. Thì cái thằng này nhá, nó sẽ làm mờ cái file ảnh của các bạn. Thì cú pháp của nó nhá, thứ nhất là các bạn chuyển truyền cho nó cái context, tiếp theo nữa là cái độ mờ, và cái thằng slider nghĩa là gì nhỉ, là cái nghĩa là đúng là cái tỷ lệ làm mờ ấy, các bạn có thể hiểu thế. Bởi vì có khi các bạn kích vào trong này thì cái thư viện này là một cái thư viện ở bên ngoài, nên nó cũng không có cái đốc, không không có cái hướng dẫn là hàm này dùng để làm gì cả. Còn trong code đấy,
Mình sẽ làm cái video gì nói riêng về thằng này. Ok. Và tiếp đến nữa là cái thứ ba là blue form resort, nghĩa là sao? Các bạn cần truyền vào cho nó cái resort, có nghĩa là cái ảnh mà các bạn cần làm mờ đấy, và cái làm mờ cho cái image view nào thì các bạn phải truyền vào đây. Thì ở đây mình sẽ làm mờ cho cái thằng ảnh nền, đúng không? Đấy. Và trong cái thằng setup này nhá, bây giờ chuyển sang là setup, các bạn gọi cái hàm set ảnh nền cho mình, các bạn truyền vào cái ảnh mà các bạn muốn lấy ra để làm đây. Đấy, có phải là chính là thằng các bạn gọi này, l chấm này, drawable, và nó chính là cái thằng ảnh nhạc bài 1, đúng chưa? Rồi bây giờ mình sẽ format code mình chạy lại để xem nó được cái gì nhá. Oh, nó bị sai. Sau khi các bạn chưa nhé, cái thằng thư viện này nó yêu cầu cái phiên bản thấp nhất sử dụng được cái min SDK phải là 18, thì các bạn vào trong thằng này, các bạn sửa thành 18 thì mình sửa thành 16 hay 18 mình cái chỗ min SDK đấy trong cái default config ấy. Rồi bây giờ mình bấm run này. Rồi, đấy, các ý nhá. Có là mờ hả không? Đấy. Rồi, và đây là đến cái cuối cùng. À, bây giờ mình muốn cho cái thằng này nó full màn hình. Full màn hình thì phải làm nào? Thì các bạn vào trong thêm một value, các bạn kích vào thằng style. Đầu tiên các bạn chuyển cái thằng Dead Action 3 thành No Action 3 cho mình. Tiếp đến nữa là các bạn thêm cho nó một cái item. Cái thằng low action 3 nghĩa gì? Có nghĩa là nó sẽ xóa đi cái chỗ thằng thanh cái chỗ thanh action 3 là cái thanh play MPA các bạn nhìn thấy đây. Đấy. Con gọi cho mình thêm cho mình một cái item nữa. Tiếp theo lại thêm cho mình cái item nữa. Nó sẽ yêu cầu là cái những item này nó sẽ là quy định cái style của cái app. Đấy. Thì bây giờ mình muốn cho nó full màn hình ấy thì con gọi chữ full, con gọi chữ full thôi, gọi chữ full là sẽ ra window, các bạn chọn cho mình cái window full center, các bạn nhấn enter, rồi các bạn đóng thẻ. Thì trong này nó sẽ yêu cầu là các bạn cái window full center này nó khác chỉ có hai giá trị, một là true hay là fail. Nếu là fail ấy, thì là sẽ như thế này, nó sẽ bình thường như này, còn như là true thì nó sẽ xóa cái thằng này đi, full màn hình cho các bạn, nên các bạn để cho mình trong này là true, ok chưa? Rồi bấm run lại này. Đấy. Ok, đấy, đấy là đã thế là đã xong cái thằng design nhá. Mình đã hướng dẫn các bạn xong cái phần design thiết kế. Ok, thì ở video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách làm thế nào nhá, làm thế nào để như kiểu là để cái spider đang bị kiểu nó bị đơ đơ rồi, đúng không? Nó đang không 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 đúng lắm, đúng không? Thì ở video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn sau. Thì tiếp theo nữa, ở video tiếp theo, thứ nhất là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chỉnh spider. Tiếp theo nữa là mình sẽ bấm hướng dẫn các bạn bấm này để chơi một bài nhạc, dừng, xong rồi bấm dừng thì nó sẽ dừng bài nhạc lại đấy, ok chưa? Rồi video của mình xin được dừng lại ở đây. Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì hãy để lại cho mình một like hoặc là một subscribe. Còn nếu như mà các bạn thấy mình giảng có vẻ hơi nhanh hay là đang có đoạn nào khó hiểu thì sẽ có hai phương pháp. Thứ nhất là các bạn có thể ở trong phần mô tả của video á, ở trong phần mô tả của video mình sẽ để một cái link Facebook, thì các bạn theo kiểu kích vào trong đấy và để lấy, thì nó sẽ các bạn nhắn tin trực tiếp cho page. Thì thường buổi tối mình sẽ check cái tin nhắn của các bạn và mình sẽ team view hỗ trợ đấy, nếu như các bạn có nhu cầu team view hỗ trợ đấy. Còn cách thứ hai nữa là các bạn phải comment trực tiếp dưới này và mình sẽ check comment, cũng check comment liên tục và mình sẽ trả lời đấy, ok đấy. Video của mình xin được dừng lại đây, chúc các bạn học được trình vui vẻ.